Tôi chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh lớp cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang tuần thứ 27, ôn tập giữa học kỳ 2, tiết 1 và tiết 2. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 70. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Tiết 1, bài tập số 1. Đọc một truyện em thích và trả lời câu hỏi. Ở bài tập này, các em sẽ đọc lại nội dung một đoạn trong câu chuyện em thích, sau đó các em sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến đoạn truyện mà các em vừa đọc. Câu chuyện thứ nhất là chiếc áo của hoa đào. Câu chuyện thứ hai là từ bản nhạc bị đánh rơi. Câu chuyện thứ ba là cuộc chạy đua trong rừng. Câu chuyện thứ tư là giọt sương trong bốn câu chuyện này, các em sẽ chọn ra một câu chuyện mà mình thích và đọc một đoạn có trong câu chuyện đó. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập số 1 này nhé. Câu chuyện thứ nhất, chiếc áo của hoa đào. Chúng ta sẽ đọc từ sáng 30 Tết cho đến đẹp đến như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ trả lời câu hỏi, khi mùa xuân đến, các loài hoa bắt chợt nhận ra điều gì? Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 10. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Chiếc áo của hoa đào. Sáng 30 Tết, cô chủ chạy lại phía góc vườn và reo lên. Ôi, cây đào đẹp quá! Các loài hoa bất chợt nhận ra, cái cây khẳng khiêu mỗi khi giờ đã khoác một chiếc áo đẹp tuyệt vời. Hàng nghìn bông hoa thấm hồng xinh xinh đang đùa trong nắng xuân ấm áp. Một cây hoa cất tiếng hỏi hoa đào bạn đã làm cách nào để có được những bông hoa đẹp đến như vậy? Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời câu hỏi Khi mùa xuân đến, các loài hoa bất chợt nhận ra điều gì? Dựa vào đoạn văn mà cô vừa đọc, cô sẽ trả lời câu hỏi này như sau Khi mùa xuân đến, các loài hoa bất chợt nhận ra Cái cây khẳng khiu mỗi khi giờ đã khoác một chiếc áo tuyệt đẹp Tiếp tục, Cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe một đoạn trong câu chuyện từ bản nhạc bị đánh rơi. Cô sẽ đọc từ ngay từ những nốt nhạc đầu tiên đến 6 tuổi. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 25. Từ bản nhạc bị đánh rơi. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, ông phát hiện đấy không phải là bản nhạc mình viết. Những người nghe đàn đều tấm tắt khen bản nhạc trong sáng, rất đáng yêu. Về tới nhà, nghe Moja kể lại, Ông xoa đầu con và nói, con đã viết được bản nhạc rất hay. Cha tin sau này, con sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn. Bây giờ, Moja mới 6 tuổi. Rồi, dựa vào đoạn truyện mà cô vừa đọc, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Vì sao mọi người đều tấm tắt khen bản nhạc của Moja? À, ở câu hỏi này, chúng ta sẽ trả lời như sau. Mọi người đều tấm tắt khen bản nhạc của Moja vì giai điệu của bản nhạc nghe rất trong sáng, rất đáng yêu. Tiếp tục, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe một đoạn trong câu chuyện Cuộc chạy đua trong rừng. Chúng ta sẽ đọc từ đầu đến một nhà vô địch. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 40. Cuộc chạy đua trong rừng. Ngày mai, muôn thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất. Ngựa con thích lắm, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế. Chú sửa sọn không biết chán và mãi mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo. Hình ảnh chú hiện lên với bộ đồ nâu tuyệt đẹp, với cái bờm dài được chải chuốt ra dáng một nhà vô địch. Rồi, dựa vào đoạn văn mà cô vừa đọc, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Hình ảnh ngựa con hiện lên trên mặt nước có gì đẹp? À, ở câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời như sau. Hình ảnh ngựa con hiện lên mặt nước với bộ đồ nâu tuyệt đẹp, với cái bơm dài được chải chuốt ra dáng một nhà vô địch. Tiếp tục, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe một đoạn có trong câu chuyện Giọt Sương. Chúng ta sẽ đọc từ Nghe thấy những lời thì thầm đến bầu trời mùa thu. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 55. Giọt Sương Nghe thấy những lời thì thầm của Giọt Sương, Chỉ Văn khuyên hiểu được khát vọng của nó chỉ cúi xuống, hóp từng hóp nhỏ, từ giọt nước mắt lành, tinh khiết mà thiên nhiên có nhã ý ban cho loài chim chăm chỉ. Buổi sáng hôm ấy, trong bài hát tuyệt vời của chim vành khuyên, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh vườn cây, con đường, dòng sông, bầu trời mùa thu. Bây giờ, dựa vào đoạn văn mà cô vừa đọc, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Nhờ đâu mà giọt sương nhỏ không mất đi? À, ở câu hỏi này, chúng ta sẽ trả lời như sau. Nhờ chị Vành Khuyên đã uống giọt sương nhỏ, nên giọt sương nhỏ không mất đi, mà nó đã vĩnh viễn hóa thân vào giọng hát của Vành Khuyên. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 1. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2, viết từ. Để thực hiện bài tập số 2 này, các em hãy lấy cho cô quyển vở tập viết này ra, lọt ra trang số 35, tuần thứ 27 các em sẽ viết cho cô các từ ngữ chỉ tên riêng, đó là quốc oai, ứng hòa, yên viên. Các em lưu ý cho cô khi viết các từ ngữ chỉ tên riêng này, các em cần viết hoa các chữ cái đầu của mọi tiếng tạo thành tên riêng đó nhé. Rồi, như vậy ở bài tập này, các em hãy tự thực hiện cho cô nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Ở bài tập số 3 này, yêu cầu các em viết câu ca dao sau rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu thê húc, xem chùa Ngọc Sơn. Đài nghiêng, tháp bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này. Để thực hiện, các em cũng lấy vở tập viết ra, lọt ra trang số 35, tuần 27. Các em lưu ý, khi viết bài thì các em phải ngồi viết cho đúng tư thế. Viết đúng chính tả, viết hoa các chữ cái đầu dầm và các chữ cái đầu trong các tên riêng như là kiếm hồ, thê hút, ngọc sơn, đài nghiêng, tháp bút. Dòng thơ thứ nhất và dòng thơ thứ ba, các em sẽ viết thuộc đầu dòng hai ô ly. Còn dòng thơ thứ hai và dòng thơ thứ tư, các em sẽ viết thuộc đầu dòng một ô ly. Như vậy, ở bài tập số 3 này, các em cũng tự thực hiện cho câu nhé. Chúng ta đã thực hiện xong phần tiết 1. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang tiết 2. Trong tiết 2 này, chúng ta sẽ làm một số bài tập như sau. Bài tập số 1, đọc một đoạn trong bài em thích và trả lời câu hỏi. Như vậy, ở bài tập số 1 trong tiết 2 này cũng giống như bài tập số 1 ở tiết 1. Các em sẽ chọn ra một bài đọc mà mình thích và đọc một đoạn trong bài đọc đó, rồi sau đó trả lời câu hỏi liên quan đến đoạn mà chúng ta vừa đọc. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập số 1 này nhé. Đầu tiên, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe một đoạn trong câu chuyện đua ghe ngò. Chúng ta sẽ đọc từ gần trưa đến đưa ghe tiến về đích. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 14. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô đọc nhé. Đua ghe ngò, gần trưa, bờ sông đông nghịt người. Mọi cặp mắt đều hướng về các đội đua. Mỗi đội có khoảng 50 thanh niên ngồi trên chiếc ghe ngò trang trí hoa văn sặc sỡ tiếng trống, tiếng phèn la rộn rã. Một hồi còi vang lên, báo hiệu lệnh xuất phát. Theo nhịp lệnh của người chỉ huy, các thành viên đội đua đồng loạt mạnh mẽ vun mái chèo, đưa ghe tiến về đích. Rồi, dựa vào đoạn văn mà cô vừa đọc trong bài đọc đua ghe ngò, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Cuộc đua ghe ngò bắt đầu thế nào? À, ở câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời như sau. Cuộc đua ghe ngò bắt đầu bằng một hồi còi vang lên, báo hiệu lệnh xuất phát theo nhịp lệnh của người chỉ huy. Các thành viên đội đua đồng loạt mạnh mẽ vung mái chèo để đưa ghe tiến về đích. Tiếp theo, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe một đoạn trong bài đọc quảng cáo. Chúng ta sẽ đọc từ đầu đến bất ngờ, thú vị. Các em hãy lật sách giáo khoa ra, trang số 28. Quảng cáo, chương trình văn nghệ Xuân yêu thương. Câu lạc bộ nghệ sĩ nhí trường tiểu học Bình Minh ra mắt các tiết mục mới. Nhảy đại diện, lung linh sắc xuân, hấp dẫn, sôi động. Liên khúc xuân yêu thương, vui tươi, rộn ràng. Hài kịch câu chuyện ngày xuân dí dỏm, vui nhộn. Thời trang giấy sắc màu độc đáo, thân thiện. Ảo thuật đó hoa kỳ diệu, bất ngờ, thú vị. Bây giờ dựa vào đoạn văn mà cô vừa đọc trong bài đọc quảng cáo các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Em thích tiết mục văn nghệ nào nhất? Vì sao? Và sau đây, cô sẽ gợi ý cho các em trả lời câu hỏi này như sau. Các em có thể trả lời theo gợi ý của cô, hoặc các em cũng có thể trả lời theo ý kiến riêng của mình. Em thích tiết mục ảo thuật, đóa hoa kỳ diệu nhất, vì nó đầy bất ngờ và thú vị. Tiếp tục, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe một đoạn trong bài đọc. Cô gái nhỏ hóa kình ngư Chúng ta sẽ đọc từ đầu đến siêu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên Các em hãy lọt sách giáo khoa ra trang số 44 Cô gái nhỏ hóa kình ngư Tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 trên đất Philippines Đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành được vị trí thứ hai với 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 105 huy chương đồng đóng góp lớn trong kỳ tích của đoàn thể thao Việt Nam chính là siêu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Bây giờ dựa vào đoạn văn mà cô vừa đọc, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Ai là người có đóng góp lớn cho kỳ tích của đoàn thể thao Việt Nam? Người đó là vận động viên môn gì? Và sau đây là câu trả lời của cô. Đóng góp lớn cho kỳ tích của đoàn thể thao Việt Nam chính là siêu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Cô là vận động viên môn bơi lội. Tiếp tục, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe một đoạn trong bài đọc Những đám mây ngũ sắc. Chúng ta sẽ đọc từ thời điểm hoàng hôn đến trên nền trời. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 59. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô đọc bài nhé. Những đám mây ngũ sắc Thời điểm hoàng hôn, có những đám mây được nhộm sắc xà cừ, ống ánh điệu đà, có những đám mây quay quanh mặt trời và tạo ra lỗ hỏng để lọt ánh nắng xuống, nhìn như một cái giếng trời giữa thiên nhiên. Lại có những đám mây màu sẫm có viền sáng chói lọi xung quanh, khiến chúng càng nổi bật và sắc nét trên nền trời. Bây giờ, dựa vào đoạn văn mà cô vừa đọc, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Em thích hình ảnh nào của bầu trời trên đảo Trường Sa lúc hoàng hôn? Và sau đây, cô sẽ gợi ý cho các em trả lời câu hỏi này như sau: Em thích nhất hình ảnh những đám mây ngũ sắc trên bầu trời đảo Trường Sa lúc hoàng hôn. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 1. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Nghe, viết. Ở bài tập số 2 này, các em sẽ nghe cô đọc và viết lại cho đúng chính tả một đoạn có trong bài văn Cá linh của tác giả Nguyễn Quang Sáng. Để thực hiện bài tập này, các em hãy lấy cho cô vở bài tập tiếng Việt tập 2 ra. Lật ra trang số 43, bài tập số 1 có trong vở bài tập tiếng Việt. Nghe viết, cá linh. Các em sẽ nghe cô đọc và viết bài trực tiếp vào trong vở bài tập tiếng Việt nhé. Các em lưu ý, khi viết bài thì các em phải ngồi viết cho đúng tư thế. Viết đúng chính tả, viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu tựa bài. Và khi viết tựa bài thì các em sẽ canh giữa để viết viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu dòng. Sau dấu chấm, các em cũng viết hoa các chữ cái đầu trong mỗi tiếng đứng đầu câu. Rồi, bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc bài và bắt đầu viết bài nhé. Đầu tiên, cô sẽ đọc tựa bài. Cá linh Cá linh Các em xuống hàng, viết thuộc vô đầu dòng khoảng 2 ô ly và nhớ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu dòng nhé năm nào cũng vậy năm nào cũng vậy phải đến con nước rong rầm tháng bảy đến con nước rong rầm tháng bảy các em chú ý cho cô trong từ tháng bảy thì tiếng bảy các em nhớ viết hoa chữ cái đầu tiên trong tiếng bảy nhé phải đồng lai láng đồng lai láng phải bà con đóng đáy bà con đóng đáy phải đón cá linh về đón cá linh về chấm sau dấu chấm các em nhớ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu câu cho cô nhé cô đọc tiếp có năm cá về đặc lừ, có năm cá về đặt lừ dưới mặt nước, dưới mặt nước phải nghe được cả tiếng cá kêu, nghe được cả tiếng cá kêu mở hộp kép ao 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 đóng hoặc kép lại chấm cá chạy vào đáy cá chạy vào đáy phải thấy sờn sọt như bánh canh thấy sờn sọt như bánh canh chấm mắt cá cứ ngời ngời mắt cá cứ ngời ngời như có ai rắc thủy tinh vụn xuống nước như có ai rắc thủy tinh vụn xuống nước rồi trao lên trao xuống vậy rồi trao lên trao xuống vậy chấm. Các em xuống hàng, viết tên tác giả ở góc bên phải. Theo Nguyễn Quang Sáng. Theo Nguyễn Quang Sáng. Các em lưu ý, khi viết tên tác giả, các em nhớ viết hoa các chữ cái đầu trong mọi tiếng của tên tác giả nhé. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 2, nghe, viết. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3 viết lại vào vở cho đúng các tên riêng nước ngoài. Ở bài tập số 3 này, chúng ta có 3 câu văn. Câu A, câu B và câu C. Các em sẽ tìm cho cô tên riêng của người nước ngoài đang bị viết sai rồi viết lại vào vở cho đúng nhé. Khi viết tên riêng nước ngoài, thì chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu tiên của bộ phận tạo thành tên riêng đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng, thì giữa các tiếng cần có dấu gạch nói. Như vậy, ở câu A, Moja là nhà soạn nhạc người Áo nổi tiếng thế giới, thì tên riêng nước ngoài là Moja. Và chúng ta thấy tên riêng này đã viết sai. Bởi vì chúng ta chỉ viết hoa chữ cái đầu của bộ phận tạo thành tên riêng đó thôi. Tên Moja chỉ có một bộ phận gồm hai tiếng, tiếng Mô và tiếng Gia. Như vậy, chúng ta chỉ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng Mô. Đó là chúng ta chỉ viết hoa chữ mờ lên thôi, còn tiếng gia chúng ta không viết hoa nhé các em. Tương tự như vậy, ở câu B, ông Leopold tin rằng con trai mình sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn. Như vậy ở câu B, tên riêng nước ngoài đó là từ Leopold. Và tên riêng này cũng chỉ có một bộ phận gồm 3 tiếng: tiếng Lê, tiếng Ô và tiếng Pol Nếu viết đúng thì chúng ta chỉ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng lê thôi. Còn tiếng ô và tiếng bon chúng ta sẽ viết thường. Tiếp tục, câu C. Tháng 6 hàng năm, thủ đô Roma và các tỉnh thành của nước Ý tưng bừng mở lễ hội hoa. Vậy, trong câu này, từ ngữ chỉ tên riêng nước ngoài đó chính là từ Roma. Và từ Roma là từ tên riêng nước ngoài có một bộ phận gồm hai tiếng, tiếng Rô và tiếng ma. Chúng ta chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của bộ phận tạo thành tên riêng. Tức là chúng ta chỉ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng rô thôi. Còn tiếng ma thì chúng ta sẽ viết bình thường. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 3. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi bông hoa. Ý A. Chúng ta sẽ chọn các tiếng bắt đầu bằng chữ S hoặc chữ ít sờ và điền vào mỗi bông hoa cho đúng chính tả các từ và phù hợp với nghĩa của câu. Và sau đây là bài giải chi tiết. Trăng sao đã nhường chỗ cho mặt trời tỏa ánh nắng mai. Những giọt sương mai còn động trên lá cây mâm xôi, cây xấu hổ, lông lanh như những hạt ngọc. Chim sẻ riếu ran gọi nhau. Chú sóc con tròn xoe mắt nhìn bông hoa dẻ vàng tươi, thơm ngát. Như vậy, các em hãy dựa vào bài làm của cô để hoàn thành ý A có trong bài tập số 4 này nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Ở ý B này, các em sẽ chọn các tiếng chứa văn ắc cờ hoặc văn ắc tờ để điền vào mỗi bông hoa cho đúng chính tả các từ và phù hợp với nghĩa của câu. Sau đây, các em hãy xem bài giải chi tiết của cô. Mùa mưa, cỏ cây mướt xanh ngút cả tầm mắt hoa giả quỳ, hoa ngũ sắc, cỏ hồng, cỏ đuôi chồn đua nhau khoe sắc. Núi rừng như mặc áo mới đủ màu, xanh ngắt, xanh nõn, nâu hồng, vàng thắm, đỏ rực. Theo Khuê Minh Như vậy, các em hãy dựa vào bài giải chi tiết của cô để hoàn thành ý B có trong bài tập số 4 này nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo nhé.